Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 28. Bạc có mỏ để người ta đào lấy nó, và vàng có nơi người ta luyện nó. Sắt từ nơi đất lấy ra, đá đúc chảy ra mà lấy được đồng. Loài người làm tan tâm tối, dò xét đến cùng tột. Hòn đá ở nơi âm ẩm tối tăm đen kịt. Người ta đào mỏ xa chỗ loài người ở trên thế, tại trong nơi vắng vẻ không chân người đi đến. Chúng bị treo và đồng đưa xa cách loài người. Đất sinh ra lương thực, còn ở bên dưới nó dường như bị lửa xao lộn. Các đá nó là chỗ có ngọc bích, người ta tìm được mạc vàng tại đó. Chim ăn mồi chẳng biết đường lối này, mắt chim ưng không tìm nó ra được. Thú dữ không hề bước trên nó, sư tử chẳng có đi ngang qua đó. Loài người tra tay trên hòn đá cứng, đánh đổ các núi từ nơi nền của nó. Người đục hang trong hòn đá, mắt nó tìm được mọi bửu vật ở trong. Người ngăn nước sông để chẳng rịn ra, đem ra sáng điều chi ẩn bí. Còn sự khôn ngoan tìm được ở đâu? Tại nơi nào có sự thông sáng? Người ta chẳng biết được giá trị nó. Nó không ở tại trên đất của loài sống. Vực sâu rằng nó chẳng có trong tôi, và biển rằng nó không ở cùng tôi. Chẳng dùng vàng ròng đổi lấy nó đặng, cũng không hề cân bạc mà mua được nó. Người ta không đánh giá nó với vàng ô phia, hoặc với ngọc hồng mã não, hay là với ngọc bích. Chẳng sánh nó được với vàng hay là pha lê, cũng không đổi nó để lấy khí dụng bằng vàng ròng. Còn san hô và thủy tinh thì chẳng cần nói đến. Giá trị sự khôn ngoan thật cao hơn châu báu. Ngọc sắc vàng Ethiopia nào sánh cùng nó được đâu, cũng không hề đánh giá nó với vàng ròng. Vậy thì sự khôn ngoan ở đâu đến? Sự thông sáng ở tại nơi nào? Nó vẫn giấu khuất mắt các loài sống và tránh ẩn các chim trời. Chốn trầm luân và sự chết nói rằng, lỗ tai chúng tôi có nghe tiếng đồn về nó. Đức Chúa Trời thông hiểu con đường nó và rõ biết chỗ ở của nó, vì Ngài nhìn thấu tận các đầu thế gian và thấy rõ khắp thiên hạ. Khi Ngài định sức nặng cho gió, độ lượng cho các nước, định luật lệ cho mưa và lập đường lối cho chớp và sấm. Bây giờ, Ngài thấy sự khôn ngoan và bày tỏ nó ra. Ngài lập nó và dò xét nó nữa. Đoạn phán với loài người rằng, kính sợ Chúa, ấy là sự khôn ngoan. Tránh khỏi điều ác, ấy là sự thông sáng. Chương 29. Gióp cứ nói lẽ luận cao mình mà rằng, ôi, ước gì tôi được như buổi trước, như trong các ngày mà Đức Chúa Trời gìn giữ tôi, khi ngọn đuốc Chúa soi trên đầu tôi, và nhờ ánh sáng Ngài tôi bước qua sự tối tăm. Chớ chi tôi được như lúc còn tráng kiện, khi tình thiệt hữu của Đức Chúa Trời còn đói đến trại tôi, khi Đấng Toàn Năng còn ở cùng tôi và các con cái tôi vây quanh tôi. Lúc tôi rửa chân trong sữa và hòn đá phun suối dầu ra cho tôi. Khi tôi đi ra đến cửa thành, sửa soạn chỗ ngồi mình tại phố chợ, các gã trai trẻ thấy tôi bèn ẩn đi, và các người già cả đều trỗi dậy và đứng. Những quan trưởng kiêng nói và lấy tay bụm miệng. Tiếng người tước vị nín thinh và lưỡi họ dính nơi ổ gà. Khi tai ai nghe tôi, bèn xưng tôi có phước. Mắt ai thấy tôi, bèn làm chứng cho tôi. Ấy vì tôi giải cứu kẻ khốn cùng kêu cầu, và kẻ mồ côi không ai giúp đỡ. Kẻ gần chết chúc phước cho tôi, và tôi làm cho lòng người quá bụa nức nở vui mừng. Tôi mặc lấy sự công bình và nó che phủ tôi. Sự ngay thẳng tôi khác nào áo ngoài và mão triều thiên. Tôi đã như con mắt cho kẻ mù, và như chân cho kẻ què.
tôi đã làm cha cho kẻ nghèo khó. Còn duyên cớ của kẻ lạ, tôi tra xét cho rõ ràng. Tôi bẻ gãy hàm kẻ bất công và rứt mồi nó ngậm nơi răng. Tôi bèn nói rằng, ta sẽ thác trong ổ của ta, ngày ta sẽ nhiều như hột cát. Rễ ta bò ăn dài theo nước, và cả đêm sương động trên nhành ta. Vinh hiển ta mới mẻ với ta luôn, cung ta được cứng mạnh lại trong tay ta. Người ta lắng tai nghe tôi, chờ đợi, và làm thinh đặng nghe lời tôi bàn. Sau khi tôi nói, chúng không còn đáp lại. Lời tôi nói gội nhuần trên chúng như sương. Họ trông đợi tôi như trông đợi mưa, há miệng ra dường như hứng mưa muộn. Tôi mỉm cười với chúng khi chúng bị ngã lòng. Họ chẳng hề làm rối nét mặt bình tĩnh tôi được. Tôi chọn con đường cho chúng và ngồi làm đầu họ, ở như vua tại giữa quân đội, khác nào một kẻ an ủi những người sầu. Chương 30. Song bây giờ, kẻ trẻ tuổi hơn tôi nhạo báng tôi, mà cha họ tôi đã khinh chẳng khứng để chung với chó của bầy chiên tôi. Sức mạnh của họ đã hư bại rồi, vậy sức lực tay họ dùng làm ích gì cho tôi? Chúng ốm tong vì bị đói kém thiếu thốn, đi gậm cạp đất khô hóc, từ lâu đã bỏ hoang vắng vẻ. Chúng hái rau sam biển trong bụi cây, rễ cây diên giếng làm vật thực cho họ. Chúng bị đuổi đi khỏi giữa loài người. Người ta kêu la chúng như kêu la kẻ trộm. Chúng phải ở trong trũng gớm ghê, trong hang đất và giữa các hòn đá. Chúng tru thét giữa bụi cây, nằm lộn lạo nhau dưới các lùm gai. Chúng là con cái kẻ ngu xuẩn, cha họ chẳng tuổi tên, họ bị đuổi ra khỏi xứ. Còn bây giờ, tôi trở nên lời ca hát của họ, làm đề cho chuyện trò của họ. Họ gớm ghiếc tôi, xa lánh tôi, không kiêng nhổ khạc nơi mặt tôi, bởi vì Đức Chúa Trời đã làm giùm dây cung tôi và sỉ nhục tôi. Chúng ném hàm khớp khỏi trước mặt tôi. Cái nố lu la này dấy lên nơi tai hữu tôi. Chúng xô đẩy chân tôi, sửa soạn cho tôi con đường hiểm độc của chúng. Chúng phá hủy đường lối tôi, giúp vào việc tàn hại tôi, song chẳng có ai đến tiếp cứu chúng. Chúng do nơi hư lũng lớn mà đến, xông vào tôi giữa sự đồi tàn. Các sự kinh khủng hãm áp tôi, đuổi theo sự sang trọng tôi khác nào gió mạnh, và sự phước hạnh tôi đã qua như đám mây. Bây giờ, linh hồn tôi tan ra trong mình tôi. Các ngày gian nan đã hãm bắt tôi. Đêm soi xương cốt tôi, làm nó rời ra khỏi tôi. Đau đớn vẫn cắn rỉa tôi, không ngưng nghỉ chút nào. Vì cớ năng lực lớn của Đức Chúa Trời, áo ngoài tôi hư nát. Năng lực ấy riết khít tôi lại như cổ áo tôi. Đức Chúa Trời có ném tôi xuống buồng, tôi trở nên giống như bụi và tro. Tôi kêu la cùng Chúa, song Chúa chẳng đáp lời. Tôi đứng tại đó và Chúa chỉ ngó xem tôi. Chúa trở nên dữ tợn đối với tôi, lấy năng lực tay Chúa mà rượt đuổi tôi. Chúa cất tôi lên trên cánh gió, khiến nó đem tôi đi và tiêu diệt tôi giữa trận bão. Vì tôi biết rằng Chúa sẽ dẫn tôi đến chốn sự chết, là nơi hò hẹn của các người sống. Song, trong khi người nào bị tàn hại, họ há chẳng giơ tay ra sao? Hoặc đang cơn tai nạn, họ há không cất tiếng kêu la ư? Chớ thì tôi không khóc kẻ bị thời thế khó khăn sao? Lòng tôi há chẳng buồn thảm vì kẻ nghèo khổ sao? Tôi đợi chờ phước hạnh, tai họa bèn xảy đến. Tôi trông cậy ánh sáng, tâm tối lại tới cho. Lòng tôi trằn trọc, không an nghỉ. Các ngày gian nan xông áp vào tôi. Tôi đi, mình mẩy bầm đen, nhưng chẳng phải bị nắng ăn. Tôi trỗi dậy giữa hội chúng và kêu cầu tiếp cứu. Tôi bèn trở thành anh em của chó rừng và bầu bạn của con đà điểu. Da tôi thành đen và rơi ra khỏi mình. Xương cốt tôi bị nóng cháy đi. Vì cớ ấy, tiếng đờn cầm tôi trở nên tiếng ai bi, và đờn sắt tôi chỉ ra tiếng thảm sầu. Thi Thiên 17. Đức Giê-hô-va ơi,
xin hãy nghe sự công chính, để ý về tiếng kêu của tôi. Xin hãy lắng tai nghe lời cầu nguyện tôi ra bởi môi không giả dối. Nguyện quyền lợi tôi ra từ trước mặt Chúa, cầu mắt Chúa xem xét sự ngay thẳng. Chúa đã dò lòng tôi, viếng tôi lúc ban đêm, có thử tôi nhưng chẳng tìm thấy gì hết. Tôi đã quyết định miệng tôi sẽ không phạm tội. Còn về công việc loài người, tôi nhờ lời môi Chúa phán mà giữ lấy mình khỏi các con đường của kẻ hung bạo. Bước tôi vững chắc trong các lối của Chúa, chân tôi không xiêu tó. Hỡi Đức Chúa Trời, tôi cầu nguyện cùng Chúa vì Chúa sẽ nhậm lời tôi. Xin Chúa nghiêng tai qua mà nghe lời tôi. Hỡi Đấng dùng tay hữu cứu kẻ nương náu mình nơi Ngài, khỏi những kẻ giấy nghịch cùng họ. Xin hãy tỏ ra sự nhân từ lạ lùng của Ngài. Cầu Chúa bảo hộ tôi như con ngươi của mắt. Hãy ấp tôi dưới bóng cánh của Chúa, cho khỏi kẻ ác hà hiếp tôi, khỏi kẻ thù nghịch hăm hở vây phủ tôi. Chúng nó bít lòng mình lại, miệng chúng nó nói cách kiêu căng. Chúng nó vây phủ chúng tôi mỗi bước, mắt chúng nó dòm hành đặng làm cho chúng tôi sa ngã. Nó giống như sư tử mê mồi, như sư tử tơ ngồi rình trong nơi khuất tịch. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy chờ dậy đi đón và đánh đổ nó. Hãy dùng gươm Ngài mà giải cứu linh hồn tôi khỏi kẻ ác. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy dùng tay Ngài giải cứu tôi khỏi loài người, tức khỏi người thế gian, mà có phần phước mình trong đời bây giờ. Ngài làm cho bụng chúng nó đầy dẫy vật báu của Ngài. Chúng nó sinh con thỏa nguyện và để lại phần của còn dư cho con cháu mình. Còn tôi, nhờ sự công bình, tôi sẽ được thấy mặt Chúa. Khi tôi tỉnh thức, tôi sẽ thỏa nguyện nhìn xem hình dạng của Chúa. Chương 8. Đức Chúa Giê-xu lên trên núi Ô-li-ve. Nhưng đến tảng sáng Ngài trở lại đền thờ, cả dân sự đều đến cùng Ngài, Ngài bèn ngồi dạy dỗ họ. Bây giờ các thầy thông giáo và các người Pha-ri-si dẫn lại cho Ngài một người đàn bà đã bị bắt đang khi phạm tội tà dâm. Họ để người giữa đám đông mà nói cùng Đức Chúa Giê-xu rằng: Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang về tội tà dâm. Và trong luật pháp Mô-sê có truyền cho chúng ta rằng nên ném đá những hạng người như vậy. Còn Thầy thì nghĩ sao? Họ nói vậy để thử Ngài, hầu cho có thể kiện Ngài. Nhưng Đức Chúa Giê-xu cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi nữa, thì Ngài ngước lên và phán rằng: Ai trong các ngươi là người vô tội, hãy trước nhất ném đá vào người. Rồi Ngài lại cúi xuống cứ viết trên mặt đất. Khi chúng nghe lời đó thì kế nhau mà đi ra, những người có tuổi đi trước. Đức Chúa Giê-xu ở lại một mình với người đàn bà, người vẫn đương đứng chính giữa đó. Đức Chúa Giê-xu bấy giờ lại ngước lên, không thấy ai hết, chỉ có người đàn bà bèn phán rằng: Hỡi mụ kia, những kẻ cáo ngươi ở đâu? Không ai định tội ngươi sao? Người thưa rằng: Lạy Chúa, không ai hết. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Ta cũng không định tội ngươi. Hãy đi, đừng phạm tội nữa. Đức Chúa Giê-xu lại cất tiếng phán cùng chúng rằng: Ta là sự sáng của thế gian. Người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Người Pha-ri-si bèn nói rằng: Thầy tự làm chứng về mình thì lời chứng Thầy không đáng tin. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Dẫu ta tự làm chứng về mình, nhưng lời chứng ta là đáng tin, vì ta biết mình đã từ đâu mà đến và đi đâu. Song các ngươi không biết ta từ đâu mà đến, cũng chẳng hay ta đi đâu. Các ngươi xét đoán theo xác thịt, ta thì không xét đoán người nào hết. Nếu ta xét đoán ai, sự xét đoán của ta đúng với lẽ thật, vì ta không ở một mình, nhưng Cha là Đấng đã sai ta đến vẫn ở cùng ta. Vả có chép trong luật pháp của các ngươi rằng lời chứng hai người là đáng tin. Ta tự làm chứng cho ta, và Cha là Đấng đã sai ta đến cũng làm chứng cho ta. Chúng thưa cùng Ngài rằng: Cha của Thầy ở đâu? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Các ngươi chẳng biết ta và cũng chẳng biết Cha ta. Nếu các ngươi biết ta thì cũng biết Cha ta nữa.
Đức Chúa Giêsu phán mọi lời đó tại nơi kho, đương khi dạy dỗ trong đền thờ, và không ai tra tay trên Ngài, vì giờ Ngài chưa đến. Ngài lại phán cùng chúng rằng: Ta đi, các ngươi sẽ tìm ta, và các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình. Các ngươi không thể đến được nơi ta đi. Người Giu-đa bèn nói rằng: Người đã nói các ngươi không thể đến được nơi ta đi, vậy người sẽ tự tử sao? Ngài phán rằng: Các ngươi bởi dưới mà có, còn ta bởi trên mà có. Các ngươi thuộc về thế gian này, còn ta không thuộc về thế gian này. Nên ta đã bảo rằng các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình. Vì nếu các ngươi chẳng tin ta là đấng đó, thì chắc sẽ chết trong tội lỗi các ngươi. Chúng bèn hỏi Ngài rằng: Vậy Thầy là ai? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Như lời ta đã nói với các ngươi từ ban đầu, ta có nhiều sự nói và đoán xét về các ngươi, nhưng đấng đã sai ta đến là thật, và điều chi ta nghe bởi Ngài, ta truyền lại cho thế gian. Chúng không hiểu rằng Ngài phán về Cha. Vậy Đức Chúa Giêsu phán rằng: Khi các ngươi treo con người lên, bây giờ sẽ biết ta là ai, và biết ta không tự mình làm điều gì, nhưng nói điều Cha ta đã dạy ta. Đấng đã sai ta đến vẫn ở cùng ta, chẳng để ta ở một mình, vì ta hằng làm sự đẹp lòng Ngài. Bởi Đức Chúa Giêsu nói như vậy nên có nhiều kẻ tin Ngài. Bây giờ Ngài phán cùng những người Giu-đa đã tin Ngài rằng: Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, thì thật là môn đồ ta. Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Người Giu-đa thưa rằng: Chúng tôi là dòng dõi Abraham, chưa hề làm tôi mọi ai. Vậy sao Thầy nói rằng các ngươi sẽ trở nên tự do? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi. Và tôi mọi không ở luôn trong nhà, mà Con thì ở đó luôn. Vậy nếu Con buông tha các ngươi sẽ thật được tự do. Ta biết rằng các ngươi là dòng dõi Abraham, nhưng các ngươi tìm thế để giết ta, vì đạo ta không được chỗ nào ở trong lòng các ngươi. Ta nói điều ta đã thấy nơi Cha ta, còn các ngươi cứ làm điều đã học nơi Cha mình. Chúng trả lời rằng: Cha chúng tôi tức là Abraham. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Nếu các ngươi là con Abraham, thì chắc sẽ làm công việc của Abraham. Nhưng hiện nay các ngươi tìm mưu giết ta, là người lấy lẽ thật đã nghe nơi Đức Chúa Trời mà nói với các ngươi. Abraham chưa hề làm điều đó. Các ngươi làm công việc của cha mình. Chúng nói rằng: Chúng tôi chẳng phải là con ngoại tình, chúng tôi chỉ có một cha là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Ví bằng Đức Chúa Trời là cha các ngươi, thì các ngươi sẽ yêu ta, vì ta bởi Đức Chúa Trời mà ra và từ Ngài mà đến. Bởi chưng ta chẳng phải đã đến tự mình đâu, nhưng ấy chính Ngài đã sai ta đến. Tại sao các ngươi không hiểu lời ta? Ấy là bởi các ngươi chẳng có thể nghe được đạo của ta. Các ngươi bởi cha mình là ma quỷ mà sanh ra, và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối. Nhưng vì ta nói lẽ thật nên các ngươi không tin ta. Trong các ngươi có ai bắt ta thú tội được chăng? Nếu ta nói lẽ thật, sao các ngươi không tin ta? Ai ra bởi Đức Chúa Trời thì nghe lời Đức Chúa Trời. Cho nên các ngươi chẳng nghe, tại các ngươi không thuộc về Đức Chúa Trời. Người Giu-đa thưa rằng: Chúng tôi nói Thầy là người Samari và bị quỷ ám, há không phải sao? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Ta chẳng phải bị quỷ ám, nhưng ta tôn kính cha ta, còn các ngươi làm nhục ta. Ta chẳng tìm sự vinh hiển ta, có một đấng tìm và đoán xét. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu kẻ nào giữ lời ta sẽ chẳng thấy sự chết bao giờ. Người Giu-đa nói rằng: Bây giờ chúng tôi thấy rõ Thầy bị quỷ ám. Abraham đã chết, các đấng tiên tri cũng vậy, mà Thầy nói nếu kẻ nào giữ lời ta sẽ chẳng hề chết. Thầy lại trọng hơn cha chúng tôi, Abraham là người đã chết sao? Các đấng tiên tri cũng đã chết, Thầy mạo xưng mình là ai? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Nếu ta tự tôn vinh thì sự vinh hiển ta chẳng ra gì. Ấy là cha ta làm vinh hiển ta, là đấng các ngươi xưng là Đức Chúa Trời của mình. Dầu vậy,
các ngươi chưa biết Ngài đâu. Còn ta thì biết. Và nếu ta nói rằng ta không biết Ngài, ta sẽ cũng nói dối như các ngươi vậy. Song ta biết Ngài, và ta giữ lời Ngài. Cha các ngươi là Abraham đã nức lòng nhìn thấy Ngài của ta. Người đã thấy rồi và mừng rỡ. Người Giu-đa nói rằng, thầy chưa đầy 50 tuổi mà đã thấy Abraham. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, trước khi chưa có Abraham, đã có ta. Bây giờ chúng lấy đá đặng quăng vào Ngài, nhưng Đức Chúa Giê-xu đi lén trong chúng ra khỏi đền thờ. Chương 9. Đức Chúa Giê-xu vừa đi qua, thấy một người mù từ thuở sinh ra. Môn đồ hỏi Ngài rằng, thưa Thầy, ai đã phạm tội? Người hay là cha mẹ người mà người sinh ra thì mù như vậy? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, đó chẳng phải tại người hay tại cha mẹ đã phạm tội, nhưng ấy để cho những việc Đức Chúa Trời được tỏ ra trong người. Trong khi còn ban ngày, ta phải làm trọn những việc của Đấng đã sai ta đến, tối lại thì không ai làm việc được. Đương khi ta còn ở thế gian, ta là sự sáng của thế gian. Nói xong, Ngài nhổ xuống đất, lấy nước miếng trộn thành bùn và đem xức trên mắt người mù. Đoạn Ngài phán cùng người rằng, hãy đi rửa nơi ao Siloe, nghĩa là chịu sai đi. Vậy người đi đến ao đó rửa và trở lại thì được thấy rõ. Xóm giềng người mù và những kẻ trước kia từng thấy người đi ăn mày đều nói rằng, này có phải là người vẫn ngồi ăn xin đó chăng? Người thì nói, ấy là hắn. Kẻ lại nói, không phải, sao một người nào giống hắn? Người mù nói rằng, chính tôi đây. Chúng bèn hỏi người rằng, tại sao mắt ngươi đã mở được? Người trả lời rằng, người tên gọi là Giê-xu kia đã hòa buồn, sức mắt tôi và nói rằng, hãy đi đến rửa nơi ao Siloe. Vậy tôi đi đến rửa tại đó rồi thấy được. Chúng hỏi rằng, người ấy ở đâu? Người trả lời rằng, tôi không biết. Chúng dẫn người trước đã mù đó đến cùng người Pha-ri-si. Và ấy là ngày Sa-bát mà Đức Chúa Giê-xu đã hòa buồn và mở mắt cho người đó. Người Pha-ri-si lại hỏi người, thế nào được sáng mắt lại? Người rằng, người ấy ra buồn vào mắt tôi rửa rồi thấy được. Có mấy kẻ trong những người Pha-ri-si bèn nói rằng, người này không phải từ Đức Chúa Trời đến đâu, vì không giữ ngày Sa-bát. Nhưng kẻ khác rằng, một kẻ có tội làm phép lạ như vậy thế nào được? Rồi họ bèn chia phe ra. Bây giờ chúng hỏi người mù nữa rằng, còn ngươi, về người đã làm sáng mắt ngươi đó, thì ngươi nói làm sao? Người trả lời rằng, ấy là một đấng tiên tri. Song le, người Giu-đe không tin rằng người ấy trước đã mù mà được sáng lại, cho đến khi gọi cha mẹ người đến. Họ gạn hỏi rằng, đây có quả thật là con trai các ngươi mà các ngươi nói rằng nó mù từ thuở sanh ra chăng? Thế thì sao bây giờ nó sáng vậy? Cha mẹ người trả lời rằng, chúng tôi nhìn biết là con trai chúng tôi đó đã mù từ thuở sinh ra, nhưng hiện nay tại làm sao thấy được thì chúng tôi không rõ. Chúng tôi cũng không biết ai mở mắt nó nữa. Hãy hỏi nó đã đủ tuổi, chính nó sẽ nói cho. Cha mẹ người nói vậy vì sợ dân Giu-đa, bởi dân Giu-đa đã định rằng hễ ai xưng Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ thì phải bị đuổi ra khỏi nhà hội. Ấy vì cớ đó nên cha mẹ người nói rằng, nó đã đủ tuổi, hãy hỏi nó. Vậy người Pha-ri-si gọi người trước đã mù một lần nữa mà nói rằng, hãy ngợi khen Đức Chúa Trời, chúng ta biết người đó là kẻ có tội. Người trả lời rằng, tôi chẳng biết người có phải là kẻ có tội chăng, chỉ biết một điều là tôi đã mù mà bây giờ lại sáng. Họ lại hỏi rằng, người đã làm điều gì cho ngươi, mở mắt ngươi thế nào? Người trả lời rằng, tôi đã nói với các ông rồi mà các ông chẳng nghe tôi, cớ sao các ông muốn nghe lại lần nữa, há cũng muốn làm môn đồ người chăng? Họ bèn mắng nhiếc người mà rằng, ấy chính ngươi là môn đồ người, còn chúng ta là môn đồ của Môi-se. Chúng ta biết Đức Chúa Trời đã phán cùng Môi-se, nhưng người này thì chúng ta chẳng biết bởi đâu đến. Người trả lời rằng, người đã mở mắt tôi, mà các ông chẳng biết người bởi đâu đến, ấy là sự lạ lắm. Chúng ta vẫn biết Đức Chúa Trời chẳng nhậm lời kẻ có tội, mà nếu ai kính sợ Đức Chúa Trời làm theo ý muốn Ngài, thì Ngài nhậm lời. Người ta chẳng bao giờ nghe nói có ai mở mắt kẻ mù từ thuở sinh ra.
nếu người này chẳng phải đến từ Đức Chúa Trời thì không làm gì được hết. Chúng trả lời rằng, cả mình ngươi sinh ra trong tội lỗi lại muốn dạy dỗ chúng ta sao? Đoạn họ đuổi người ra ngoài. Đức Chúa Giêsu nghe họ đã đuổi người ra và Ngài có gặp người, bèn phán hỏi rằng, ngươi có tin đến con Đức Chúa Trời chăng? Người thưa rằng, thưa Chúa, ngươi là ai hầu cho tôi tin đến? Đức Chúa Giêsu phán rằng, ngươi đã thấy người, và ấy là chính người đương nói cùng ngươi. Người thưa rằng, lạy Chúa, tôi tin, bèn sắp mình xuống trước mặt Ngài. Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng, ta đã đến thế gian đặng làm sự phán xét này. Hễ ai chẳng thấy thì thấy, còn ai thấy lại hóa mù. Mấy người Pha-ri-si bên cạnh Ngài nghe điều đó thì nói với Ngài rằng, còn chúng ta cũng là kẻ mù chăng? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, nếu các ngươi là kẻ mù thì không có tội lỗi chi hết. Nhưng vì các ngươi nói rằng chúng ta thấy, nên tội lỗi các ngươi vẫn còn lại. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.